Đây là sản phẩm pin 2A hay còn gọi là pin tiểu AA. Viên pin này có kích thước khoảng 14mm x 50mm cho một viên và đóng gói một vỉ 2 viên. Điện thế 1.5V. Đây là sản phẩm Fujitsu của tập đoàn FD Corporation Nhật Bản, sản xuất tại Indonesia. Dòng sản phẩm pin kìm alkaline không sạc với chất lượng khá cao. Thì viên pin này có đã sử dụng được nhà máy in thẳng trực tiếp trên vỉ pin và viên pin. Hàng chính hãng có bán tại địa chỉ 1165 Trần Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Giá giảm cho khách mua số lượng nhiều hoặc khách muốn mở làm đại lý vui lòng gọi 0909 911 096 0903 352 340. Xin cảm ơn.